9. Vị quan trông coi kho thóc gạo của đức vua giữ gìn của rú Thâm Má. Các sứ giả đến tìm gặp vị quan trông coi kho thóc gạo của đức vua rồi thưa rằng: Thưa quan trông coi kho thóc gạo, chúng tôi được biết ông giữ gìn của rú Thâm Má. Kính xin quan có tâm từ truyền lại của rú Thâm Má pháp ngũ giới cho chúng tôi. Vị quan trông coi kho thóc gạo thưa rằng: Thưa quý vị, tôi có giữ gìn của rú Thâm Má pháp ngũ giới thật, nhưng bây giờ tôi hoài nghi về của rú Thâm Má pháp ngũ giới của tôi, nên tôi phân vân không muốn truyền lại của rú Thâm Má pháp ngũ giới đến cho quý vị. Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này. Một hôm tôi ngồi trước cửa kho, dùng thẻ để đếm lúa đem nạp vào kho thóc lúa nhà vua. Trong khi đang đếm lúa thì trời mưa. Vì sợ trời mưa ướt lúa, tôi vội vàng sai người đông lúa đông thuế nạp vào kho. Khi công việc xong rồi, tôi lại nghĩ rằng trong khi vội vàng lỡ đếm nhầm, nếu thiếu lúa thì có hại cho nhà nước, hoặc nếu dư lúa thì có hại cho dân chúng. Tôi là người giữ gìn của rú Thâm Má pháp ngũ giới mà không thận trọng trong phận sự của mình. Như vậy giới của tôi có bị ô nhiễm hay không? Vì vậy nên tôi phân vân không muốn truyền lại của rú Thâm Má pháp ngũ giới cho quý vị. Các sứ giả thưa rằng: Thưa quan, quan không có tác ý gì, nên quan không thể phạm điều giới nào cả. Vậy xin quan có tâm từ truyền lại của rú Thâm Má pháp ngũ giới cho chúng tôi. Sau khi các sứ giả ghi chép của rú Thâm Má pháp ngũ giới nơi vị quan trông coi kho thóc gạo trên tấm biển vàng xong, vị quan ấy khuyên bảo rằng: Thưa quý vị, mặc dù vậy tôi vẫn chưa hài lòng. Tôi xin giới thiệu người đóng cửa thành là người giữ gìn của rú Thâm Má pháp ngũ giới trong sạch và trọn vẹn. Quý vị nên đến xin ghi chép của rú Thâm Má pháp ngũ giới từ nơi người ấy. 10. Người đóng cửa thành giữ gìn của rú Thâm Má. Các sứ giả đến gặp người đóng cửa thành thưa rằng: Thưa anh, chúng tôi được biết anh giữ gìn của rú Thâm Má pháp ngũ giới. Xin anh có tâm từ truyền lại của rú Thâm Má pháp ngũ giới cho chúng tôi. Người đóng cửa thành thưa rằng: Thưa quý vị, tôi có giữ gìn của rú Thâm Má pháp ngũ giới thật, nhưng bây giờ tôi hoài nghi về của rú Thâm Má pháp ngũ giới của tôi, nên tôi phân vân không muốn truyền lại của rú Thâm Má pháp ngũ giới đến cho quý vị. Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này. Một hôm đến giờ đóng cửa thành, tôi đã thông báo lớn tiếng đến 3 lần. Khi ấy một người nghèo với một đứa em gái vào rừng tìm củi và cỏ xong, đang trên đường đi vào cửa thành. Hai anh em vội vàng chạy đến, cũng vừa đúng lúc đóng cửa thành. Tôi gọi trách người ấy rằng: Anh không biết có đức vua trong thành, không biết đến giờ đóng cửa thành hay sao, mà anh ham vui dẫn vợ đi dạo chơi trong rừng mãi cho đến giờ này mới trở về. Anh chàng nghèo ấy đáp rằng: Này thưa anh, người con gái ấy là em của tôi, không phải là vợ. Tôi nghĩ lại rằng, em gái của anh ấy mà ta nói là vợ. Tôi là người giữ gìn của rú Thâm Má pháp ngũ giới, tôi không biết rõ nên nói lời không chân thật, tôi rất ân hận. Như vậy giới của tôi có bị ô nhiễm hay không? Vì vậy nên tôi phân vân không muốn truyền lại của rú Thâm Má pháp ngũ giới cho quý vị. Các sứ giả bảo rằng: Này anh đóng cổng thành, người nào nói theo sự hiểu lầm của mình thì người ấy không gọi là phạm điều giới nói dối. Vậy xin anh có tâm từ truyền lại của rú Thâm Má pháp ngũ giới cho chúng tôi. Sau khi các sứ giả ghi chép của rú Thâm Má pháp ngũ giới nơi người đóng cửa thành trên tấm biển vàng xong, người đóng cửa thành ấy khuyên rằng: Thưa quý vị, mặc dầu vậy tôi vẫn chưa hài lòng. Tôi xin giới thiệu cô kỹ nữ Vannadasi là người giữ gìn của rú Thâm Má pháp ngũ giới trong sạch và trọn vẹn. Quý vị nên đến xin ghi chép của rú Thâm Má pháp ngũ giới từ nơi cô kỹ nữ ấy. 11. Cô kỹ nữ trong kinh thành Indabatha giữ gìn của rú Thâm Má. Các sứ giả đến gặp cô kỹ nữ Vannadasi thưa rằng: Thưa cô, chúng tôi được biết cô giữ gìn của rú Thâm Má pháp ngũ giới. Xin cô có tâm từ truyền lại của rú Thâm Má pháp ngũ giới cho chúng tôi. Cô kỹ nữ Vannadasi thưa rằng: Thưa quý vị,
tôi có giữ gìn của rú thâm má, pháp ngũ giới thật. Nhưng bây giờ tôi hoài nghi về của rú thâm má, pháp ngũ giới của tôi. Nên tôi phân vân, không muốn truyền lại của rú thâm má, pháp ngũ giới cho quý vị. Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này. Một thổi nọ, một chàng trai trẻ đến tìm tôi và trao trước cho tôi một số tiền 1.000 đồng Kahabana, rồi bảo với tôi rằng: "Này cô hãy chờ tôi sẽ trở lại." Chàng trai trẻ ấy ra đi, tôi đã chờ đợi suốt 3 năm ròng rã, vẫn không thấy chàng trai trẻ ấy trở lại sống chung với tôi. Trong suốt thời gian 3 năm trường ấy, tôi không dám nhận tiền bạc của cải từ một người đàn ông nào khác. Tôi giữ gìn ngũ giới trong sạch trọn vẹn, không để phạm điều giới nào. Vì vậy, tôi phải chịu sống trong cảnh nghèo khổ túng thiếu. Đến lúc tôi không thể nào tiếp tục chịu đựng kéo dài cuộc sống như vậy được nữa. Khi tôi đến tòa trình bày rằng: "Kính thưa quan tòa, xin tòa phán xét trường hợp của tôi như vậy. Cách đây tròn đúng 3 năm, một chàng trai trẻ trao trước cho tôi số tiền 1.000 đồng Kahabana, rồi bảo với tôi rằng: "Này cô hãy chờ tôi sẽ trở lại." Tôi đã chờ đợi chàng trai trẻ ấy tròn đúng 3 năm rồi, mà vẫn không thấy chàng trai trẻ ấy trở lại tìm tôi. Tôi giữ gìn ngũ giới trong sạch trọn vẹn, không để phạm điều giới nào. Vì vậy, cuộc sống của tôi càng ngày càng túng thiếu nghèo khổ. Đến nay, tôi không thể tiếp tục chịu đựng kéo dài cuộc sống như vậy được nữa. Vậy, kính xin quý tòa phán xét giải quyết hoàn cảnh khổ của tôi thế nào cho được công minh. Tòa phán xét rằng: "Kể từ nay, nàng có thể nhận tiền bạc từ người đàn ông khác được." Sau khi tòa phán xét xong, tôi vừa bước ra khỏi tòa, thì có một người đàn ông lại tìm tôi, trao cho tôi số tiền 1.000 đồng Kahabana. Tôi vừa đưa tay ra định nhận, nhưng chưa kịp nhận. Ngay khi ấy, chàng trai trẻ cách đây đúng 3 năm về trước xuất hiện. Vừa thấy chàng trai trẻ ấy, tôi liền rút tay lui lại và kêu lên rằng: "Chàng trai trẻ năm xưa đã đến rồi. Tôi không thể nhận số tiền 1.000 đồng Kahabana của ông được. Xin ông thông cảm." Chàng trai trẻ ấy quá trở lại thành nước vua trời Sắc Ca, đứng trên hư không có hào quang sáng ngời, làm cho dân chúng trong thành đều vui mừng hớn hở. Đức vua trời Sắc Ca truyền dạy rằng: "Cách đây đúng 3 năm, trẫm đã biến hóa thành một chàng trai trẻ, trao cho cô kỹ nữ này 1.000 đồng Kahabana để thử lòng cô kỹ nữ có gìn giữ ngũ giới trong sạch và trọn vẹn hay không. Nay trẫm đã biết rõ cô kỹ nữ ấy là người giữ gìn ngũ giới trong sạch và trọn vẹn." Đức vua trời Sắc Ca khuyên dạy mọi người nên giữ gìn ngũ giới trong sạch và trọn vẹn sẽ được nhiều quả báo lớn lao. Sau đó, Đức vua trời Sắc Ca ban phước lành cho tôi. Trong nhà có đầy đủ 7 thứ báu vật và khuyên dạy rằng: "Cô nên giữ gìn ngũ giới trong sạch và trọn vẹn, cho nên dễ vui trong mọi thiện pháp cho đến trọn đời. Sau khi chết, đại thiện nghiệp giữ giới sẽ cho quả tái sinh lên cõi trời, thọ hưởng mọi sự an lạc cao quý trong cõi trời." Như vậy, tôi đã nhận số tiền 1.000 đồng Kahabana từ chàng trai, nhưng tôi chưa làm xong bổn phận, lại còn đưa tay để nhận 1.000 đồng Kahabana từ một người đàn ông khác. Tuy tôi đưa tay, nhưng chưa kịp nhận số tiền ấy. Như vậy, ngũ giới của tôi có bị ô nhiễm hay không? Vì vậy nên tôi phân vân, không muốn truyền lại của rú thâm má, pháp ngũ giới cho quý vị. Các sứ giả thưa rằng: "Này cô Vanayasi, như vậy ngũ giới của cô không bị ô nhiễm, vẫn còn trong sạch và trọn vẹn. Vậy xin cô có tâm từ truyền lại của rú thâm má, pháp ngũ giới cho chúng tôi." Các sứ giả ghi chép của rú thâm má, pháp ngũ giới nơi cô kỹ nữ trên tấm biển bằng vàng. Như vậy, các sứ giả của đức vua Kalinga ở kinh thành Jantapura đã ghi chép của rú thâm má từ 11 người giữ gìn của rú thâm má, pháp ngũ giới trong sạch và trọn vẹn trên tấm biển vàng, rồi trở lại kinh thành Jantapura, kính dâng tấm biển vàng ấy lên đức vua Kalinga. Đức vua Kalinga thực hành nghiêm chỉnh theo của rú thâm má trong sạch và trọn vẹn, cho nên trong đất nước Kalinga của đức vua được mưa thuận gió hòa, ba tai nạn không còn nữa. Đất nước được thái bình thịnh vượng, dân giàu nước mạnh, dân chúng sống được an cư lạc nghiệp. Phần đức vua Bồ Tát Thanh Chá Giá Cô Rắp Giá
tiếp tục thực hành bồi bổ các pháp hành ba la mật như bố thí, trì giới, vân vân cho đến trọn đời. Đức Vua Bồ Tát cùng những người trung tín sau khi chết đại thiện nghiệp giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn, cho quả đều được tái sinh lên cõi trời, được hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời. Đức Phật thuật lại câu chuyện tiền kiếp của Ngài. Những người nghe Đức Phật thuyết pháp xong, phát sinh đức tin trong sạch, thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, có số chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu. Có số chứng đắc đến nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhất lai. Có số người phát sinh đức tin trong sạch nơi tam bảo, Đức Phật bảo, Đức Pháp bảo, Đức Tăng bảo, kính xin thọ trì phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới suốt đời. Tích của Rú Tham Má Cha Tá Giá liên quan đến kiếp hiện tại. Trong tích của Rú Tham Má Cha Tá Giá này, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh làm Đức Vua Bồ Tát Thá Đanh Chá Giá Cô Ráp Giá trong thời quá khứ. Đến khi Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, thì hậu kiếp của các nhân vật trong tích của Rú Tham Má Cha Tá Giá ấy liên quan đến kiếp hiện tại như sau. Mẫu hậu của Đức Vua này, kiếp hiện tại này là mẫu hậu Maha Maya Devi. Chánh cung hoàng hậu của Đức Chánh Dương này, kiếp hiện tại này là chánh cung hoàng hậu Yasothara. Về sau xuất gia trở thành Ngài Đại Đức Tỳ Khưu Ni Yasothara Theri. Đức Phó Dương, hoàng đệ của Đức Vua này, kiếp hiện tại này là Ngài Trưởng Lão Nanda Thera. Vị Bà La Môn Quân Sư này, kiếp hiện tại này là Ngài Đại Trưởng Lão Maha Kassa Bathera. Vị Quan Đô Điền Thổ này, kiếp hiện tại này là Ngài Trưởng Lão Kakkara Nathera. Người lái xe ngựa của Đức Vua này, kiếp hiện tại là Ngài Trưởng Lão Anuruddhathera. Ông phú hộ kinh thành Indá Bá Thá này, kiếp hiện tại là Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta Thera. Vị quan trông coi thóc lúa này, kiếp hiện tại là Ngài Đại Trưởng Lão Maha Mokgan Lama Thera. Người đóng cửa thành này, kiếp hiện tại này là Ngài Trưởng Lão Bunya Thera. Cô kỹ nữ Vannadasi này, kiếp hiện tại này là Ngài Đại Đức Tỳ Khưu Ni Upala Vannatheri. Đức Vua Bồ Tát Thá Nanh Chá Đá Cô Ráp Giá này, kiếp hiện tại này chính là Đức Phật Gotama. Như vậy, người giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn rất quan trọng, có khả năng đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Trong kiếp hiện tại, người giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn có tầm quan trọng, ảnh hưởng đến những người khác, chúng sinh khác, tùy theo địa vị của mỗi người trong đời. Nếu Đức Vua là người giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn, thì trong nước được mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, thần dân thiên hạ được sống trong cảnh thanh bình thịnh vượng, an cư lạc nghiệp. Nếu gia chủ trong gia đình là người giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn, thì toàn thể những người trong gia đình được sống an lành hạnh phúc. Nếu hai vợ chồng đều giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn, thì vợ chồng con cái được sống hạnh phúc an lạc. Nếu hai người bạn đều giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn, thì hai người bạn thân thiết tin cẩn lẫn nhau, cùng giao hòa với nhau được hạnh phúc an lạc. Nếu người nào giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn, thì chính người ấy đã tạo những dục giới đại thiện nghiệp, giữ gìn ngũ giới không chỉ cho quả tốt, quả an lạc trong kiếp hiện tại đối với mình, mà quả tốt, quả an lạc ấy còn ảnh hưởng đến những người thân gần gũi với mình nữa. Sau khi người có giới trong sạch trọn vẹn ấy chết, đại thiện nghiệp giữ giới có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong bảy cõi thiền dục giới là cõi người hoặc sáu cõi trời dục giới, hưởng mọi sự hạnh phúc an lạc cho đến khi mãn quả của đại thiện nghiệp ấy. Cho nên, bậc thiện trí quý trọng ngũ giới hơn cả sinh mạng của mình, bởi vì giữ gìn sinh mạng chỉ đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc trong kiếp hiện tại mà thôi. Còn giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn không chỉ đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc trong kiếp hiện tại, mà còn đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc vô số kiếp vị lai. Đặc biệt, làm nền tảng, làm nơi nương nhờ để cho mọi thiện pháp, từ dục giới thiện pháp, sắc giới thiện pháp, vô sắc giới thiện pháp,
cho đến siêu tam giới thiền pháp được phát triển nữa. Tám dòng phước thiện. Đối với người cận sự nam, Upasaka, cận sự nữ, Upasika, có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, tinh nghiệp và quả của nghiệp, đã thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Người cận sự nam, cận sự nữ đã quy y Tam Bảo là quy y Đức Phật Bảo, quy y Đức Pháp Bảo, quy y Đức Tăng Bảo và đã thọ trì ngũ giới là tránh xa sự sát sinh, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự tà dâm, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say, là nhân sinh sự dễ vui trong mọi thiện pháp. Như vậy, Tam Bảo và ngũ giới gồm có tám pháp, đó là tám dòng phước, tám dòng thiện chảy triền miên bất tận với thời gian. Trong tám dòng phước thiện này, ngũ giới là năm dòng phước dòng thiện, còn là năm pháp đại thí đối với tất cả chúng sinh vô lượng. Như Đức Phật thuyết dạy trong bài kinh Abhisandasutta, có tám dòng phước dòng thiện được tóm lược ý nghĩa như sau: Này chư tỳ khưu, tám dòng phước dòng thiện này sẽ cho quả tái sinh lên cõi trời, hưởng quả an lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an lạc đáng mong ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Tám dòng phước, tám dòng thiện ấy là thế nào? Một, này chư tỳ khưu, trong Phật giáo này, bậc thánh Thanh Văn đệ tử đã kính xin quy y nương nhờ nơi Đức Phật Bảo. Này chư tỳ khưu, đó là dòng phước, dòng thiện thứ nhất sẽ cho quả tái sinh lên cõi trời, hưởng quả an lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an lạc đáng mong ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Hai, này chư tỳ khưu, điều tiếp theo, trong Phật giáo này, bậc thánh Thanh Văn đệ tử đã kính xin quy y nương nhờ nơi Đức Pháp Bảo. Này chư tỳ khưu, đó là dòng phước, dòng thiện thứ nhì sẽ cho quả tái sinh lên cõi trời, hưởng quả an lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an lạc đáng mong ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Ba, này chư tỳ khưu, điều tiếp theo trong Phật giáo này, bậc thánh Thanh Văn đệ tử đã kính xin quy y nương nhờ nơi Đức Tăng Bảo. Này chư tỳ khưu, đó là dòng phước, dòng thiện thứ ba sẽ cho quả tái sinh lên cõi trời, hưởng quả an lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an lạc đáng mong ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Này chư tỳ khưu, năm loại bố thí gọi là năm đại thí cao quý mà chư thiện trí Sa môn, Bà la môn không sao nhãn, trong quá khứ không từng sao nhãn, trong hiện tại không sao nhãn, trong vị lai cũng sẽ không sao nhãn, nên biết rằng đó là pháp hành cao quý của người xưa, theo truyền thống của chư bậc thiện trí trải qua từ ngàn xưa. Năm loại bố thí gọi là năm đại thí ấy là thế nào? Bốn, này chư tỳ khưu, trong Phật giáo này, bậc thánh Thanh Văn đệ tử đã từ bỏ sự sát sinh, hoàn toàn tránh xa sự sát sinh. Này chư tỳ khưu, bậc thánh Thanh Văn đệ tử hoàn toàn tránh xa sự sát sinh gọi là bố thí sự vô hại, sự an toàn sinh mạng của tất cả chúng sinh, bố thí sự không quan trái, bố thí sự không làm khổ đến vô số chúng sinh trong muôn loài. Khi đã bố thí sự vô hại, sự an toàn sinh mạng, sự không quan trái, sự không làm khổ đến vô số chúng sinh trong muôn loài, thì bậc thánh ấy được hưởng sự vô hại, sự an toàn, sự không quan trái, vô số chúng sinh không làm khổ bậc thánh ấy. Này chư tỳ khưu, đó là sự bố thí thứ nhất gọi là đại thí cao quý mà chư thiện trí Sa môn, Bà la môn không sao nhãn, trong quá khứ không từng sao nhãn, trong hiện tại không sao nhãn, trong vị lai cũng sẽ không sao nhãn. Nên biết rằng đó là pháp hành cao quý của người xưa, theo truyền thống của chư bậc thiện trí trải qua từ ngàn xưa. Này chư tỳ khưu, đó cũng là dòng phước, dòng thiện thứ tư sẽ cho quả tái sinh lên cõi trời, hưởng quả an lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an lạc đáng mong ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Năm, này chư tỳ khưu, điều tiếp theo trong Phật giáo này, bậc thánh Thanh Văn đệ tử đã từ bỏ sự trộm cắp, hoàn toàn tránh xa sự trộm cắp.
Này chư tỳ khưu, bậc thánh Thanh Văn đệ tử hoàn toàn tránh xa sự trộm cắp, gọi là bố thí sự vô hại, sự an toàn tài sản của tất cả chúng sinh, bố thí sự không quan trái, bố thí sự không làm khổ đến vô số chúng sinh trong muôn loài. Khi đã bố thí sự vô hại, sự an toàn tài sản, sự không quan trái, sự không làm khổ đến vô số chúng sinh trong muôn loài, thì bậc thánh ấy được hưởng sự vô hại, sự an toàn, sự không quan trái. Vô số chúng sinh không làm khổ bậc thánh ấy. Này chư tỳ khưu, đó là sự bố thí thứ nhì, gọi là đại thí cao quý, mà chư thiện trí, sa môn, bà la môn không sao nhãn, trong quá khứ không từng sao nhãn, trong hiện tại không sao nhãn, trong vị lai cũng sẽ không sao nhãn. Nên biết rằng đó là pháp hành cao quý của người xưa, theo truyền thống của chư bậc thiền trí trải qua từ ngàn xưa. Này chư tỳ khưu, đó cũng là dòng phước, dòng thiền thứ năm, sẽ cho quả tái sinh lên cõi trời, hưởng quả an lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an lạc đáng mong ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. 6. Này chư tỳ khưu, điều tiếp theo trong Phật giáo này, bậc thánh Thanh Văn đệ tử đã từ bỏ sự tà dâm, hoàn toàn tránh xa sự tà dâm. Này chư tỳ khưu, bậc thánh Thanh Văn đệ tử hoàn toàn tránh xa sự tà dâm, gọi là bố thí sự vô hại, sự an toàn, vợ, chồng, con của người khác, bố thí sự không quan trái, bố thí sự không làm khổ đến vô số chúng sinh trong muôn loài. Khi đã bố thí sự vô hại, sự an toàn, hạnh phúc, gia đình, sự không quan trái, sự không làm khổ đến vô số chúng sinh trong muôn loài, thì bậc thánh ấy được hưởng sự vô hại, sự an toàn, sự không quan trái. Vô số chúng sinh không làm khổ bậc thánh ấy. Này chư tỳ khưu, đó là sự bố thí thứ ba, gọi là đại thí cao quý, mà chư thiện trí, sa môn, bà la môn không sao nhãn, trong quá khứ không từng sao nhãn, trong hiện tại không sao nhãn, trong vị lai cũng sẽ không sao nhãn. Nên biết rằng, đó là pháp hành cao quý của người xưa, theo truyền thống của chư bậc thiện trí trải qua từ ngàn xưa. Này chư tỳ khưu, đó cũng là dòng phước, dòng thiền thứ sáu, sẽ cho quả tái sinh lên cõi trời, hưởng quả an lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an lạc đáng mong ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. 7. Này chư tỳ khưu, điều tiếp theo trong Phật giáo này, bậc thánh Thanh Văn đệ tử đã từ bỏ sự nói dối, hoàn toàn tránh xa sự nói dối. Này chư tỳ khưu, bậc thánh Thanh Văn đệ tử hoàn toàn tránh xa sự nói dối, gọi là bố thí sự vô hại, sự an toàn, không gây thiệt hại, bố thí sự không quan trái, bố thí sự không làm khổ đến vô số chúng sinh trong muôn loài. Khi đã bố thí sự vô hại, sự an toàn không thiệt hại, sự không quan trái, sự không làm khổ đến vô số chúng sinh trong muôn loài, thì bậc thánh ấy được hưởng sự vô hại, sự an toàn, sự không quan trái, vô số chúng sinh không làm khổ bậc thánh ấy. Này chư tỳ khưu, đó là sự bố thí thứ tư, gọi là đại thí cao quý, mà chư thiện trí, sa môn, bà la môn không sao nhãn, trong quá khứ không từng sao nhãn, trong hiện tại không sao nhãn, trong vị lai cũng sẽ không sao nhãn. Nên biết rằng đó là pháp hành cao quý của người xưa, theo truyền thống của chư bậc thiện trí trải qua từ ngàn xưa. Này chư tỳ khưu, đó cũng là dòng phước, dòng thiền thứ bảy, sẽ cho quả tái sinh lên cõi trời, hưởng quả an lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an lạc đáng mong ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. 8. Này chư tỳ khưu, điều tiếp theo trong Phật giáo này, bậc thánh Thanh Văn đệ tử đã từ bỏ sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dễ vui, thất niệm trong mọi thiền pháp, hoàn toàn tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân sinh dễ vui, thất niệm trong mọi thiền pháp. Này chư tỳ khưu, bậc thánh Thanh Văn đệ tử hoàn toàn tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dễ vui, thất niệm trong mọi thiền pháp, gọi là bố thí sự vô hại, sự an toàn, không gây ra tai hại, bố thí sự không quan trái, bố thí sự không làm khổ đến vô số chúng sinh trong muôn loài. Khi đã bố thí sự vô hại, sự an toàn, không gây ra sự tai hại, sự không quan trái, sự không làm khổ đến vô số chúng sinh trong muôn loài,
thì bậc thánh ấy được hưởng sự vô hạn, sự an toàn, sự không quan trái. Vô số chúng sinh không làm khổ bậc thánh ấy. Này chư tỳ khưu, đó là sự bố thí thứ năm, gọi là đại thí cao quý, mà chư thiện trí Sa Môn Bà La Môn không sao nhãn. Trong quá khứ không từng sao nhãn, trong hiện tại không sao nhãn, trong vị lai cũng sẽ không sao nhãn. Nên biết rằng đó là pháp hành cao quý của người xưa, theo truyền thống của chư bậc thiện trí trải qua từ ngàn xưa. Này chư tỳ khưu, đó cũng là dòng phước, dòng thiện thứ tám, sẽ cho quả tái sinh lên cõi trời, hưởng quả an lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an lạc đáng mong ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Này chư tỳ khưu, đó là tám dòng phước, dòng thiện sẽ cho quả tái sinh lên cõi trời, hưởng quả an lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an lạc đáng mong ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Trong bài kinh này, Đức Phật thuyết giảng phép quy y Tam Bảo và ngũ giới gọi là tám dòng phước, dòng thiện như sau: Athime, Phitkhave, Bunya Phisanda, Kusala, Phisanda. Này chư tỳ khưu, tám dòng phước, dòng thiện. Aphisanda, dòng là một danh từ cụ thể, diễn tả sự trôi chảy triền miên bất tận. Trong bài kinh này, Đức Phật đã cụ thể hóa phép quy y Tam Bảo và ngũ giới gọi là tám dòng phước Bunya Phisanda, dòng thiện Kusala Phisanda. Đó là dục giới đại thiện tâm sinh rồi diệt, trôi chảy triền miên bất tận thành dòng sinh diệt theo các lộ trình tâm. Để giữ gìn tám dòng phước dòng thiện này được phát triển triền miên bất tận, thì người cận sự nam, cận sự nữ có đức tin trong sạch vững vàng nơi Tam Bảo, có dục giới đại thiện tâm hợp với trí tuệ, luôn luôn quy y nương nhờ nơi Tam Bảo, là quy y nương nhờ nơi Đức Phật Bảo, quy y nương nhờ nơi Đức Pháp Bảo, quy y nương nhờ nơi Đức Tăng Bảo. Như vậy, người cận sự nam, cận sự nữ luôn luôn trang điểm Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo ở trong đại thiện tâm của mình. Và người cận sự nam, cận sự nữ biết khổ thẹn tội lỗi, biết gây sợ tội lỗi, có tác ý tâm sở đồng sinh với dục giới đại thiện tâm, tránh xa sự sát sinh, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự tà dâm, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say, là nhân sinh sự dễ vui trong mọi thiện pháp. Như vậy, người cận sự nam, cận sự nữ đang giữ gìn ngũ giới của mình được trong sạch và trọn vẹn. Thật ra, nếu người cận sự nam, cận sự nữ nào, dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào, cũng không từ bỏ quy y Tam Bảo, vẫn có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, vẫn duy trì sự quy y Tam Bảo, thì ba dòng phước dòng thiện này vẫn còn hiện hữu đối với người cận sự nam, cận sự nữ ấy. Và sự thật, giữ gìn ngũ giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, đó là điều dễ dàng đối với tất cả mọi người nói chung, người cận sự nam, cận sự nữ nói riêng. Còn phạm điều giới nào trong ngũ giới hợp đủ chi pháp của điều giới ấy mới thật là điều khó khăn, mà không phải ai cũng có thể phạm điều giới ấy được. Nếu người cận sự nam, cận sự nữ nào biết khổ thẹn tội lỗi, biết gây sợ tội lỗi, biết tự trọng có tác ý trong đại thiện tâm, tránh xa sự sát sinh, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự tà dâm, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say, là nhân sinh sự dễ vui trong mọi thiện pháp, thì người cận sự nam, cận sự nữ ấy biết tôn trọng ngũ giới hơn cả sinh mạng của mình. Bởi vì người cận sự nam, cận sự nữ nghĩ rằng sinh mạng của con người sớm hoặc muộn sẽ bị mất, chết. Còn giữ gìn ngũ giới trong sạch và trọn vẹn thì tạo đại thiện nghiệp giữ giới, cho quả báo tốt, an lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Cho nên, người cận sự nam, cận sự nữ giữ gìn ngũ giới của mình được trong sạch và trọn vẹn, thì năm dòng phước dòng thiện vẫn còn chảy triền miên bất tận đối với người cận sự nam, cận sự nữ ấy. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, đối với người cận sự nam, cận sự nữ còn là hạng phàm nhân, chưa phải bậc thánh nhân, đôi khi bị dễ vui, quên mình hoặc do năng lực của phiền não cám dỗ. Nếu người cận sự nam, cận sự nữ nào lỡ phạm điều giới nào trong ngũ giới, tạo ác nghiệp điều giới ấy,
Sau đó, người cần sự nam, cần sự nữ ấy biết hổ thẹn tội lỗi, biết gây sợ tội lỗi, nên sám hối tội lỗi, rồi tự mình xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới trở lại. Sau khi thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới xong, người cận sự nam, cận sự nữ ấy trở thành người có ngũ giới trở lại như trước, làm cho tám dòng phước dòng thiện được chảy triền miên bất tận trở lại. Tận trở lại. Tận trở lại. Tận trở lại.